Rồi, đầu tiên là khi mà mình có một cái bức ảnh sản phẩm hoặc là bức ảnh mẫu của một người mẫu của công ty mình họ chụp. Ví dụ đây là chú Phát này là một cái người mẫu để chụp hình quảng bá cho cái áo thun này chẳng hạn. Đấy thì khi mình nhìn vào bức hình này thì mình cái việc đầu tiên mình cần làm là mình xem thử là cái hình này nó đã đúng bố cục chưa. Không ha? Dạ Đúng bố cục chưa? Bằng cách là gì? Hôm trước là mình cần biết là để mình kiểm tra thì mình cần làm gì? mình vô cái nút nút Đầu tiên nút là di chuyển ba hai nút. đầu tiên mình cần làm là mình kiểm tra lại cái hình này nó đã nằm được trên đúng cái tỷ lệ vàng chưa. Vậy thì mình dùng công cụ crop, và khi mình chọn cái công cụ crop này rồi á nhá, thì khi mình click vào bức hình thì mình sẽ thấy đây nó đã nằm nó giống hàng sẵn cho mình luôn. Vậy thì cái bức hình này là anh Phát này, anh người mẫu này đang nằm ở giữa cái bức hình, vậy thì nó lại bố cục nó không đẹp, đúng không? Không, và Bố bố cục, và bố cục một cái hình đẹp là gì, là cái người cục mẫu này bốn góc một là họ sẽ nằm ít nhất là hai cái điểm giao nhau của trong bốn cái đường thẳng này, nhưng mà hiện tại dạ là chú Phát này đang đứng ở giữa, nó không giao, nó không nằm đâu trong bốn cái điểm này hết, đúng không? Vậy là công việc của dạ mình là gì, mình cắt cái hình này làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như là chú Hải muốn chỉnh cái hình này qua một tí, chỉnh lên tí và kéo cái hình này xuống một tí, để có thể một là chú Phát nằm ở hai cái điểm này hoặc là chú Phát nằm ở hai cái điểm kia, hai cái điểm bên bên cột điện đó. Và từ lúc này đây cái hình này là sao, là chú Phát này đã nằm ít nhất là trên điểm cái đầu và cái đầu gối đã nằm trên hai cái điểm này rồi. Vậy thì bố cục nó sẽ trở nên đẹp hơn là ngay ban đầu. Và khi mình đã căn xong cái bước đầu tiên tạo ra một cái bố cục hình như này rồi đó, ví dụ đây đây là một cái bức hình đạt tiêu chuẩn không nha, đạt tiêu chuẩn so với ban đầu rồi, mình cắt ra đấy thì nhìn hình này rất là hay, nghĩa là bố cục đã có, và mình không phải là người đoán cái bố cục này nó đẹp hay không đẹp, mà nó có những cái công cụ để mình sử dụng. Rồi sau khi mình đã cắt chỉnh cái hình này bố cục đẹp rồi thì công việc mình là vào mình chỉnh màu. Thì nó có rất là nhiều những cái công cụ mình có thể chỉnh màu, chỉnh sáng tối, ví dụ như là chỉnh sáng là con bấm Ctrl M chẳng hạn, hoặc là email này, email adjustment là M trong này, và mình có thể là chỉnh chỉnh sáng lên tối xuống, đó là tùy. Đó là công cụ thứ nhất. Công cụ thứ hai là mình cũng chọn là email, còn chọn adjustment thay mình còn Ctrl M thì mình chọn là bright contrast này, mình chỉnh cho hình nó rực rỡ lên nếu như hình nó quá tối đi. Đó, đây là những cái rất là bình thường rồi nhá, Phong đều có thể làm được rồi, nhưng bây giờ mình muốn chọn đổi cái màu này thành một màu nghệ thuật giống như phim ảnh hoặc là bức ảnh màu của Hàn Quốc, vậy thì mình làm như thế nào? À, ở đây nó có một cái tiện ích có sẵn của Photoshop mà con có thể tạo được một cái hiệu ứng riêng, và mình không cần phải thay đổi cái background bằng cách là thế nào. Đây con chọn vào cái một layer này này, ở trên thanh menu nó có cái layer, và con chọn là phần là đây cái menu này đó, new adjustment layer, nghĩa là mình tạo cái hiệu ứng này nhưng mà nó thành một cái hiệu ứng, tạo ra một cái layer riêng cho cái hiệu ứng đó, và cái layer đó miễn là nó nằm trên bất kỳ một cái layer nào khác thì tất cả những cái layer dưới đó đều áp dụng được cái hiệu ứng này đó. Vậy thì cụ thể minh họa ra sao, ví dụ đây là chú Hải chọn cái gọi là cái hiệu ứng chỉnh màu là color lockup này, trong này nó có rất là nhiều cái con có thể chọn nhé, ví dụ color plan vân vân, và chú Hải lấy một cái mẫu để chú Hải cho coi thôi. Vâng, bây giờ chú Hải chọn cái color lockup này chẳng hạn. Đấy, thì mình có thể đặt tên cho cái layer chỉnh xử lý màu này, ví dụ chú Hải muốn đặt là nó là màu nghệ thuật chẳng hạn. Rồi vào lúc này cái màu nghệ thuật này, bây giờ chú Hải vừa chọn này, trong ba cái này mình đều có thể thử hết tất cả những cái lệnh này nhá. Ví dụ trong cái một lock 3D list này, đã trong này nó có rất là nhiều những cái lệnh khác nữa,
Ví dụ chú Hải chọn cái lệnh là Fuji đây này. À, Phong để ý coi nha. Dạ. Có phải bức ảnh nó thay đổi không? Màu nó trở nó trở nên là dạng phim ảnh hơn, phim cổ cổ một tí. Đó, và mình quay lại cái layer thì sao? Cái layer của cái hiệu ứng đó nó nằm trên cái ảnh của mình. Và con có thể là tắt cái layer này đi thì cái hình nó quay lại từ đầu. Và con bật nó lên thì cái hình nó trở nên một cái hiệu ứng rất là khác. Và con có thể tạo nhiều cái hiệu ứng, nhiều cái layer hiệu ứng này trên một cái bức hình này. Ví dụ bây giờ chú Hải tắt cái layer này đi và chú Hải vào lại cái lệnh kia. Lệnh ban đầu là layer, chú Hải chọn là new adjustment, chú Hải chọn là cũng là cái color lookup chẳng hạn. Và chú đặt tên là gì? À, màu nghệ thuật 2 chẳng hạn. À, và trong này là thay vì chú Hải chọn cái lệnh là Fuji này thì chú Hải chọn cái lệnh khác. Thì nó lại tạo tải lên được chú Hải. Cái này nó có sẵn. Mình không cần tải lên, cái này mình không tải lên được. Cái này là nếu mà Facebook nó không có là mình sẽ dùng những cái login bên ngoài để mình cài vô. Và ở đây này Phong này, nghĩa là ở đây mình có thể là không cần phải click mà mình có thể chọn mũi tên lên xuống để mình chọn được. Thấy chưa? Đã chọn mũi tên xuống này. Hình nó trở nên khác chưa? Chọn mũi tên xuống này. Xuống này. Đó, thì xuống lên nó thành một cái hình giống như là hình thập niên năm 75 đúng không? Đó. Hay chưa? Rồi xuống nữa là thành một cái hình là mùa đông không lạnh. Đó. Rồi, đấy, cứ chọn xuống này. Đó. Tại hình này là giống như là thời mà thời Tráng Đen nè, thấy không? Đó. Rất nhiều những cái đấy nghệ thuật khác nhau. Rồi, như vậy thì ở đây là Phong sẽ thấy là mình có hai cái layer hiệu ứng. Và ở đây là con có thể là chọn cái layer nào thì con bật cái layer đó lên. Và cái hình dưới này là background mình vẫn giữ nguyên. Ví dụ như con muốn là thêm một cái hình nào đó vào đây để cho nó áp dụng luôn hai cái tầng này. Thì mình có việc là kéo cái hình đó, bỏ một cái hình nào đó, ví dụ hình hình bảng này chẳng hạn. Mình kéo mình bỏ qua. Kéo vào đây. Rồi. Và mình cho nó nằm dưới. Đây ra để chú Hải cho con coi, nghĩa là nó vẫn áp dụng tất cả những cái gì nằm dưới cái layer hiệu ứng. Đây ví dụ chú Hải bật lên này. Đó, thấy chưa, nó áp dụng luôn thấy không? Đó. Và cách thứ hai, nghĩa là mình không muốn đưa cái hình này vào cái layer này mà mình muốn di chuyển để đưa cái hiệu ứng này vào một cái hình khác. Vậy thì mình click chuột vào cái layer này là mình kéo thôi. Mình kéo. À, mình kéo mình bỏ vào cái hình nào đó của mình. Ví dụ kéo bỏ vào hình cô gái này thì nó đã áp dụng trên hình cô gái này rồi, thấy chưa? Đó. Nghĩa là con có thể tạo ra một cái hiệu ứng này. Đây là những cái bức hình mà chú Hải đã áp dụng hiệu ứng vừa rồi này. Lần trước á mình chỉnh. Đó. Và con có thể lưu cái file này lại thành cái file Photoshop để sau này mà con muốn chỉnh một cái hình nào đó thì con chỉ việc mở cái file gốc này lên. Cái file mà con đã chỉnh sẵn rồi đó. À, file này đi. À. Thì coi cho việc là con mở bất kỳ một cái hình nào đó lên chẳng hạn, ví dụ như là chú Hải mở một cái hình này. Một cái hình này. Ví dụ một cái hình này đi. Tại một cái hình này nhìn có vẻ nó rất là màu nhạt nhòa, hơi xấu đúng không? Và cái việc là gì, chú Hải kéo cái hiệu ứng mà nãy mình đã chỉnh rồi đó, mình đã lưu lại rồi. Ví dụ chú Hải thích chọn cái hình hiệu ứng này. À, kéo chú Hải thả đè vào đây thì cái hình nó đã trở nên nhau nhìn rất là mát dịu rồi, còn thấy không, nghĩa là mình không cần phải chỉnh nhiều, mình có những hiệu ứng có sẵn của trong cái layer này này, new adjustment này. Và chú Hải có thể thay vì chọn cái lệnh đó và chọn mình chọn layer new adjustment, mình không chọn cái color lookup này nữa, mình chọn là color blend chẳng hạn. À, để xem có chuyện gì xảy ra mình cũng đặt tên mình 1111 đấy. Và thì bắt đầu mình chỉnh này. Đó, sao đấy? Mùa thu này, chỉnh nó qua thành mùa thu này. Chỉnh qua thành mùa đông này. Đó, thấy không? Rất là hay. Thấy chưa? Đây là kiểu thập niên 70 này. Màu nó nhạt nhạt này. Đó.
chú Hải vô cái này chỗ nào lúc nãy con bị ok con chưa nhìn thấy. Đây này con chọn layer này, cũng y chang vào layer trong chỗ mình new adjustment này. Và trong này nó có rất là nhiều những cái công cụ này. Này con chọn bất kỳ cái nào cũng được. Và chú Hải vừa chọn là cái color blend này. Hay là con chọn hue cũng được, này chọn này cũng được, huê này, huê hue này, hoặc là photo filter này, hoặc là channel mixer, nghĩa là con có thể thử hết tất cả những ứng dụng này ha. Chọn cái này xem sao. Rồi nó lại đấy. Đấy, này là Thảo. Mùa hè được cháy. Đó, nghĩa là mình có thể tạo ra những cái bức ảnh mà mình trước giờ mình thấy ui sao người ta có những cái bức ảnh đẹp vậy, nhưng mà bản chất nó không phải đẹp tự nhiên đâu, mà những cái bức ảnh nào mà đẹp tự nhiên đó là nó không bao giờ tự nhiên đẹp.